Chưa hết sốt với tấm hình khỏa thân của Ngọc Trinh tại Bali, cô đã tiếp tục khoe thêm nhiều hình ảnh nóng bỏng nhất khi nhờ hai người che giúp nhũ hoa trong một tấm hình và có những tấm hình khoe cả vòng ba nữa. Có thể nói nữ hoàng nội y đã có những ngày chụp ảnh quần quật ở Bali với những tư thế khiêu gợi nhất, góc chụp khó đỡ nhất, miễn làm sao khoe được những đường cong nóng bỏng của mình. Cứ tưởng khỏa thân rồi là không còn nấc gì để gây sốc nữa thì Ngọc Trinh lại đăng nhẹ một chiếc ảnh nhức nhối không kém. Đó là hình ảnh cô bán nút, nhưng thay vì e ấp che ngực thì chân dài trà vinh lại vươn mình hết cỡ, lộ cả xương sườn, còn phần nhạy cảm lại được hai người đàn ông che bằng bông hoa. Dư luận thì rõ đúng là đứng thành hai phe, một bên thì nghĩ chị quá đẹp và chị có quyền tự tin về điều đó, một bên thì thấy nhức mắt gay gắt, mình là con người, dù nghèo cũng không nên bán đi nhân phẩm, dù nghèo thì đàn ông cũng ngưỡng mộ, chứ như Ngọc Trinh giờ thì ai cũng khinh, dễ chán lắm. Một số cư dân mạng lên tiếng chia sẻ. Ngọc Trinh khỏa thân có lẽ là từ khóa hot nhất gì trong thời gian nghỉ lễ này. Khỏa thân và chụp hình sexy không phải là điều quá xa lạ với cái tên Ngọc Trinh. Thế nhưng mọi người nghĩ sao về những hình ảnh nóng bỏng này, hãy cùng chia sẻ nhé.